Trong kinh Tạp A Hàm có hai đoạn: không khứng nên làm sao, lười biếng ít phương tiện, duyên hết thân thể suy nên đem đến ngủ mê. Tỷ kheo tin như vậy, tin xuất gia không nhà, ôm ngu mà xuất gia chống được kiến thanh tịnh. Không khứng có nghĩa là gì? Quý vị nhớ những cái tạp A Hàm á, tạp A Hàm thì nó cũng có nhiều cái vấn đề, bởi vì nó không có cái, nó không có đối chiếu với cái Pali, nó không có đối chiếu với Pali, mà giỏi lắm thì nó chỉ có cái tiếng Trung thôi, chỉ có cái tiếng Trung thôi. Thì ở đây đó, cái từ mà cái từ bất khứng bất khứng bất khứng cái từ bất khứng thì cái từ cái từ khứng cái từ khứng cái từ khứng khứng thì nó còn mình còn hay đọc là khẳng hoặc là khải. Thì nó có cái nghĩa là ừ được hoặc là vui lòng, ví dụ như là khẳng định ấy. Thì ừ được đó, ví dụ trong những cái câu trả lời đó. Nhưng mà bằng cái động từ đó, thì nó có nghĩa là vui lòng, vui lòng. Thì cái bất khứng ở đây đó, có nghĩa là mình không có vui, không có thích, không có muốn, nó kẹt vậy. Rồi.